Xin chào toàn thể quý khách hàng và nhà đầu tư, mình tên là Trọng Thơ, hiện tại mình đang làm việc và công tác tại bất động sản Kingsland. Thì hôm nay mình xin giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng cái khu vực đất địa mà công ty bất động sản Kim Cương của em đang sở hữu. Hiện tại là chúng ta đang đứng trước chúng ta là căn nhà đang được sử dụng ở trên cái mảnh đất của bất động sản Kingsland phân phối. Đã mua mảnh đất này cách đây 3 tháng trước và hiện tại đang cho sử dụng và xin giấy phép xây dựng và đang xây dựng lên ạ. Đằng đây cũng đã có hiện hữu vài căn nhà được xây và đằng sau nữa là một căn nhà đã được sắp hoàn thiện, đó là Hotel Hoàng Hôn. Thưa quý vị, thì cái trục đường chúng ta đang đứng là có diện tích 25m và cái mảnh đất của công ty bất động sản Kim Cương phân phối là có diện tích 5x30, 150m2, thổ cư 100%, xây dựng từ 1 đến 6 tầng, vỉa hè thì 5m nha quý vị. Thì quý vị nào có quan tâm và muốn đầu tư, chọn cho mình những vị trí đẹp thì hãy liên hệ với Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để được tư vấn hỗ trợ. Xin cảm ơn.